Rồi là nói đầu tiên Công Nguyên xin gửi lời chào đến tất cả mọi người ha. Thì hôm nay mình tiếp tục lên một cái cây mai bonsai mini nho nhỏ, được ghép cúc mà được ghép cúc vàng thọ ha. Đó. Thì cây này để bàn rất đẹp, thì đặc biệt là cái bộ đế này, một cây này rất là nhỏ nha, nó cũng khoảng tầm ngón chân cái thôi, lớn hơn cái một tí, nhưng mà đặc biệt cái đây là cái bộ đế này mọi người. Và thứ hai là cây tuy nhỏ nhưng mà nó rất là già nha, già. Cây này trên 10 năm này ha mọi người, rất là già. Thì trồng chậu là 20 25 lục giác, chậu này chủ yếu là để nuôi thôi ha. Thì cây này cao cũng khoảng tầm 20 40 60. Thì cây này cao khoảng tầm 60 thôi, mình giao lưu để cho anh em bây giờ chăm sóc tiếp ha. Thì này mới vừa dọn lại và tay cành nó đồ mình đã lọt hết trơn, thì anh em nuôi từ đây đến Tết là rất là đẹp và ok. Khi mà trong những tháng mưa này thì sinh cây sinh trưởng rất là mạnh ha. Đó thì đó là một trong những cái mình muốn giao lưu với tất cả các bạn ha. Đó, đây bonsai mọi người. Đó. Nhìn cái cây cành nó hơi thưa một tí nhưng mà nuôi càng lâu thì nó sẽ càng đẹp ha. Bởi giá đây mình sẽ để rất là cũng nghỉ cho anh em chơi. Đây là đặc biệt, rồi mình sẽ tiến hành mình quay cái cận cảnh bồ đề ha, còn những cái khác không quan trọng nữa ha. Thì cái chậu này cao khoảng tầm 20 thôi. Đó, chậu để chủ yếu là để nuôi thôi ha mọi người. Rồi đây mọi người, thì mình quay cận cảnh cái phần đế để cho mọi người xem ha. Thì chơi game bonsai thì chủ yếu là mình tập trung vô phần đế. Nhỏ lớn thì nó không có quan trọng, quan trọng là cái độ đẹp của cây cũng như là cái nghệ thuật của cây nó đem lại ha. Thì cây này nó được cái là nó rất là già, giống như nói nè. Thì đây là một cái đế của nó đó. Bên này ok ha mọi người, đế nó nằm hơi nghiêng đó. Cây này cây dáng siêu à. Dạ, và cây nó hơi nằm nghiêng lên ha. Đây là bộ đế cây, nó nhìn nó rất là đẹp ha mọi người. Thì anh em nào yêu thích cái mai này thì có thể liên hệ để sở hữu ha. Mình bán giá rất là sẽ cho anh em để sưu tầm ha. Rồi mọi người, thì đó là một số cái thông số mà mình công viên cung cấp cho mọi người. Anh em nào yêu thích thì hãy liên hệ để sở hữu cái mai này nha. Cái mai này thì nói chung nhỏ gọn để thích hợp cho anh em chơi để bàn được ha. Rồi một lần nữa tôi xin gửi lời chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha. Xin chào.